đọc sách. Đây không phải là giờ giảng gì lý thuyết nữa nhá. Dạ vâng ạ. Đang ở đâu ở nhà? Dạ đây ạ. Đang ở trên quê à? Dạ vâng. Nhà bà hay là ở dưới? Cháu ở nhà đây ạ. Ở nhà học bài ạ. Năm nay ở đâu? Nhà cháu trên Gia Cẩm đấy ạ. Thôi cũng gần đủ rồi thì mình bắt đầu được luôn được không ạ? Do các em thôi, vấn đề gì nhá, thiếu cũng không sao, không bị điểm danh đâu, yên tâm. Nào, bắt đầu đi. Ạ. Hôm nay nhóm em sẽ trình bày bài gãy trên lồi cầu xương cánh tay. Thì bài này gồm 4 phần là đại cương, chẩn đoán, biến chứng và điều trị. Thì về Xin định nghĩa. lỗi nha, xin lỗi. Cái này chỉ nói về trẻ em thôi nhá. Vâng. Vâng. Ok, thế thì cái đề mục phải ghi rõ lại là trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em nhé. Dạ vâng Rồi, ạ. ok. Về định nghĩa thì gãy trên lồi cầu xương cánh tay là một ổ gãy định được định nghĩa là gãy ngoài khớp ở đầu dưới xương cánh tay và thường trên nếp gấp khuỷu khoảng tầm 5 cm và thường đi qua hố khuỷu và hố vẹt ạ. Thì cái loại gãy xương này thì thường gặp từ trẻ từ 5 đến 8 tuổi bởi vì ở độ tuổi này thì có sự giảm kích thước trước sau của đầu dưới xương cánh tay. Thì đầu dưới xương cánh tay thì có cấu trúc là bé rộng ra và phía trước thì có hố vẹt và phía sau thì có hố khuỷu và đàm. Đây là điểm yếu dễ gãy và có một trung tâm cốt hóa ở nguyên phát tạo nên thân xương cánh tay và 4 trung tâm cốt hóa thứ phát tạo nên đầu dưới xương cánh tay. Về cơ chế chấn thương thì có hai cơ chế là cơ chế gián tiếp hay được gọi là cơ chế gãy duỗi. Thì cơ chế này thường xảy ra chủ yếu khoảng trên 95% khi mà trẻ ngã và chống gan bàn tay xuống thì làm gãy đầu dưới xương cánh tay và chật khớp đầu ngoại vi ra phía trước. Còn cơ chế trực tiếp thì hay được gọi là gãy gấp khi mà bệnh nhân ngã chống khuỷu xuống bề mặt. Cơ chế này xảy ra rất là ít ạ. Về phân loại là có hai phân loại, là một là phân loại theo gác lăng, thì phân loại này là phân loại chủ yếu. Thì độ 1 là gãy không di lệch. Độ 2 là gãy di lệch nhưng mà vẫn còn bản lề xương ở phía sau. Còn độ 3 là gãy di lệch hoàn toàn nhưng mà vẫn còn bản lề xương phía sau. Còn độ 4 là gãy di lệch và mất cả bản lề xương phía trước và phía sau và mất vững đa hướng. Còn phân loại theo La Gong và Guijun thì được dùng chủ yếu ở các nước mà sử dụng tiếng Pháp và nó được chia làm 4 loại. Độ thứ nhất là gãy không di lệch nhưng mà chỉ gãy ở màng xương ở phía trước. Độ 2 là gãy cả hai thành xương nhưng mà di lệch ít hoặc không di lệch. Độ thứ ba là gãy di lệch nhưng mà còn sự tiếp xúc giữa hai đầu xương gãy và đầu và độ thứ tư là gãy không mà không còn sự tiếp xúc giữa hai đầu xương nữa. Về tiếp theo là phần chẩn đoán. Thì được với gãy xương mà không di lệch thì bệnh nhân thường đến với các cái triệu chứng không điển hình như là đau trên nếp gấp khuỷu hoặc là hạn chế vận động. Nhưng mà trong trường hợp này thì đường Hunter và tam giác Hunter thì vẫn không đổi. Đường Hunter thì khi mà khuỷu duỗi thì nó sẽ là đường thẳng đi qua mỏ trên đầu ngoài xương đường thẳng đi qua mõm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay
trong và ngoài và mỏm khuỷu. Còn tam giác Hunter thì là ba ba cấu trúc của ba điểm này khi mà khuỷu gấp. Khi mà gãy xương di lệch thì bệnh nhân thường đến với các cái triệu chứng như là đau vùng nếp khuỷu và mất vận động. Về triệu chứng thực thể thì khi mà quan sát thì chúng ta có thể thấy được là bệnh nhân sưng nề khớp khuỷu này, hoặc là dấu hiệu bầm tím kiếp mi sông. Ngoài ra thì có thể thấy chi bên lành, bên gãy thì ngắn ngắn hơn so với bên lành, hoặc là biến dạng điển hình hình chữ S khi mà đầu ngoại vi ở đầu trung tâm di lệch ra phía trước. Và khi mà đầu ngoại vi di lệch ra gần sát đến lớp hạ bì thì có thể có dấu hiệu da rúng gió ở đó, và tức là có một cái vết lõm ở trên đầu dưới xương cánh tay. Ngoài ra chúng ta có thể thấy những cái dấu hiệu của một gãy hở xương cánh tay. Về về sờ thì có điểm đau chói ở đầu dưới xương cánh tay và có thể sờ thấy được trung ở đầu gãy trung tâm lồi ra ở mặt trước và đầu ngoại vi thì lồi ra ở mặt sau. Và một dấu hiệu đặc biệt đấy chính là dấu hiệu nhát dìu, thì tức là sờ phía trên mỏm khuỷu thì có một vết lõm. Và trong trường hợp này thì tam giác Hunter và đường Hunter cũng không thay đổi. Ngoài ra thì chúng ta có thể đo chiều dài tương đối và tuyệt đối, hoặc là khám có thể thấy được các dấu hiệu lạo xạo xương, hoặc là lạo xạo xương, hoặc là cái vận động bất thường của xương. Còn về khám mạch máu thì gãy mỏm trên lồi cầu ngoài, gãy đầu trên xương cánh tay thì thường tổn thương động mạch cánh tay. Vì vậy chúng ta cần thăm khám mạch quay và mạch trụ và phát hiện các cái dấu hiệu thiếu máu đầu chi như là tím tái hoặc là tê bì. Về thần kinh thì chúng ta về cảm giác thì chúng ta phải thăm khám theo cái sơ đồ chi phối của các dây thần kinh. Và về vận động thì gãy đầu gãy mỏm gãy này thì thường tổn thương thần kinh răn cốt trước, là một nhánh của thần kinh giữa, vì với dấu hiệu điển hình là bệnh nhân sẽ không thể làm được cái động tác ra dấu hiệu ok. Còn tổn thương thần kinh quay thì bệnh nhân có dấu hiệu bàn tay rũ và không dạng và duỗi được ngón cái. Còn tổn thương thần kinh trụ thì bệnh nhân có bàn tay vuốt trụ và không khép được ngón cái. Về cận lâm sàng thì X quang thẳng và X quang nghiêng thì gần như đã đủ để chẩn đoán về cái chấn thương này. Thì trên X quang thẳng thì chúng ta có thể thấy được là đường gãy xương và sự di lệch giữa đầu ngoại vi và đầu trung tâm. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy đánh giá được Bowman thì là góc giữa đường sụn phát triển của lồi cầu ngoài và đường vuông góc của trục xương cánh tay. Thì bình thường cái góc này từ 10 đến 25 độ C và không chênh lệch quá so với không chênh lệch quá so với ở bên lành 5 độ. Về X quang nghiêng thì chúng ta có thể đánh giá được rõ hơn về sự di lệch giữa đầu trung tâm và đầu ngoại vi. Và chúng ta có thể thấy được là đường bờ trước xương cánh tay và trục của cổ xương quay thì bình thường nó sẽ đi qua trung tâm cốt hóa của chõm con. Và ngoài ra thì có thể nhìn thấy được dấu hiệu tấm đệm mỡ khi mà có tràn dịch khớp và các cái tấm đệm mỡ lại bị đẩy lồi ra phía ngoài. Ngoài ra thì khi mà nghi ngờ tổn thương mạch máu thì chúng ta có thể làm siêu âm Doppler mạch. Về chẩn đoán phân biệt thì có những chúng ta cần chẩn đoán với phân biệt với các loại gãy lồi cầu trong ngoài xương cánh tay, gãy mỏm trên lồi cầu trong ngoài, bán chật khớp mỏm xương quay, gãy bong sụn phát triển đầu dưới xương cánh tay, và đặc biệt là sai khớp khuỷu ra sau. Bởi vì khi mà sai khớp khuỷu ra sau thì chúng ta cũng có cái dấu hiệu nhát dìu, nhưng mà chúng ta sẽ nó sẽ không làm thay đổi đường Hunter và tam giác Hunter, và ngoài ra thì cũng không có cái dấu hiệu lò xo của sai khớp khuỷu ra sau.
trên bài phần tiếp theo phần biểu trường. À, thật tự anh ơi, từ để có các bạn có câu hỏi này. Cháu sẽ trình bày xong phần đầu tiên là phần sơ lược và phần chẩn đoán rồi ạ. Nếu có bạn nào có câu hỏi thì đánh vào góc chat. Ok, có câu hỏi của bạn Khánh Vâng. Vân này. Tại sao lại có cái dấu hiệu rúng da, rúng gió? Cái từ này không được hay lắm nhỉ? Vâng, cái này cháu dùng từ tiếng Anh thì là nó là pucker với cả từ thì hơi khó đọc. Đánh vào đây để cho các bạn tìm kiếm cho dễ. Vâng. Tại vì là một số thuật ngữ chuyên ngành các em có thể để nguyên nguyên từ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thì sau này các em tra cứu nó sẽ tập cái thói quen là tra cứu các cái tài liệu nước ngoài đầy đủ và dễ hơn các tài liệu ở trong nước mình. Thì thực ra mà nói là thường là dịch dịch từ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ra, và đôi khi cái Việt hóa nó không được chính xác lắm nhá. Đó. Nào, bạn nào bạn báo cáo. Bạn báo cáo tên là gì nhỉ? Cháu tên là Hoa. Hoa, ok. Hoa trả lời đi. Thật ra thế em nghĩ thì cái đầu ngoại vi à cái đầu trung tâm đấy thì nó sẽ không chọc hẳn ra bên ngoài ạ. Nhưng mà kiểu mình tưởng là nếu mà một mặt phẳng mà có cái gì, tức là không hẳn là chọc ra ngoài mà nó càng đây này, cái đoạn này thì cái da đáng lẽ ra nó phải căng theo cái chiều căng của cái xương mà bị chọc thôi chứ. Tại tại sao nó lại tự nhiên lại rúm ở chỗ đấy mà không phải là căng, không phải là xương này căng được. Em chưa trả lời được câu hỏi này ạ. Nào bạn nào trả lời được, trả lời đi. Có ai trả lời được không? Không ạ. Theo em thì bởi vì nó là gãy di lệch thì nó có thể là di lệch cả sang bên đó, thì nó sẽ có tạo thành những cái nếp nó không được căng mà nó được xếp xếp chồng với nhau, thì có thể đấy là cái rúng gió ấy, kiểu đấy. Ok, ở cái gãy độ 4 theo phân loại các lăng ấy, thì cái độ 4 đấy nó thể hiện bạn nào đã đưa lại cái hình độ 4 đấy, thì cái màng xương ở phía sau ấy, tại tại vì đa số chúng ta là gặp gãy thể uốn đúng không, tức là cái đầu Vâng. ngoại vi nó di lệch mở góc ra sau và đầu trung tâm thì trượt ra phía trước. Thế thì cái đầu trung tâm thì nó sẽ xu hướng chọc qua cơ. Thì trong gãy độ 3, độ 1, 2, 3 thì cái đầu trung tâm thì nó không chọc qua cơ, mà cái trong gãy độ 4 thì đầu trung tâm nó chọc qua cơ. Và màng xương phía sau thì nó bị rách khi nó không còn cái phương tiện giữ cái sự di lệch này lại. Thế thì đầu trung tâm nó có cái mỏm gãy phía trước này, các em có nhìn thấy cái mỏm gãy phía trước ở trên hình của bạn xe này không? Có Đấy, thế thì nó chọc qua cơ cánh tay trước và cái cơ nhị đầu, nó làm rách cái cơ và nó chỉ còn giữ lại ở mỗi tí cầu da phía trước thôi. Thế thì nó gây ra cái hiện tượng là nó tạo thành cái hình bậc thang ấy, hình escalier ấy. Thế thì cái phía trên thì căng và phía dưới cái escalier thì nó da nó bị lõm lại do cái mỏm xương người ta tạo thành. Thế nên là dùng cái từ mà núm da núm gió thì nó không được chính xác lắm nhá. Bạn nào share sang cái slide tiếp theo nào, cái slide mà có hình chọc qua cơ ấy, để dễ hình dung đấy. Ở cái góc slide ở bên bên phải màn hình ở dưới ấy, bên phải em thấy là ngay trên mũi tên ấy,
Thì đấy là cái đầu xương nó chọc qua cơ, nó đi ra phía trước, đúng không? Thế thì ở dưới cái đầu xương đấy thì cái da nó sẽ thành cái bậc thang, đúng không? Có nhìn nhìn thấy không? Cái da ở hình mũi tên màu đen đấy. Dạ Đấy, có ạ. thế thì ở phía trên cái lõm da đấy thì là do cái đầu xương, và ở phía dưới thì là cái nếp lõm da nhá. Và với gãy, những cái trường hợp gãy nặng như thế này thì cái nguy cơ cái chiếc da, cái đầu xương nó chọc thủng da hoặc là hoại tử da để tạo thành gãy hở là nhiều hơn so với các gãy độ 1, 2 và 3 nhá. Vâng ạ. Ok. Nào, tiếp theo, giải phẫu có chia trên lồi cầu ra làm hai hình vuông đâu, giải phẫu nào chia như thế nào? Ở trong sách Slide slide mở cái slide định nghĩa ấy. em share cái hình ảnh chia đấy ra xem nào. Lúc nãy anh nghe thấy báo cáo nói rằng là gãy ở trong giới hạn 5 cm hả? Dạ vâng ạ. Không, cái 5 cm đấy là không chính xác nha. Tại vì là chiều dài xương nó phụ thuộc vào lứa tuổi. Cái tuổi ở trẻ con thì 3 tuổi cái xương cánh tay nó dài 15 cm chẳng hạn, đến 20 tuổi xương cánh tay nó dài 25 cm. Thế thì nếu mà lấy một mốc 5 cm để chẩn đoán là không chính xác, đúng không? Hả? Dạ vâng ạ. Dạ Dạ vâng. vâng. Người ta sẽ không lấy cái mốc đấy mà gãy trên lồi cầu. Cái lồi cầu xương cánh tay nó giới hạn bởi hai bên, mà theo cái tam giác Hunter các em nói ấy, tức là sờ thấy cái mỏm trên lồi cầu và mỏm trên dòng dọc. Thế thì cái đường gãy nó được tính là từ, có thể là bong sụn tiếp hợp, cái đường viền màu xanh trên cái phim, trên cái hệ mô, cái hình mình nhìn trước sau này này, kim thẳng nhé, về cái đường viền màu xanh, từ gãy từ chỗ đấy thì người ta tính là bong sụn tiếp, và cho đến giới hạn là trên cái hố vẹt ấy, à, trên cái hố khỉu trên X quang, thì cái từ cái vị trí đấy cho đến xuống dưới đường đường sụn tiếp của đầu dưới xương cánh tay, người ta được giới hạn đấy là lại trên lồi cầu. Thế nên là cái lấy cái hình vuông to to này này đấy là được gọi, được tính là đầu dưới của xương cánh tay nhá. Và nếu mà gãy ở trên hố khỉu lên trên ấy thì được tính là gãy của đầu dưới xương cánh tay, gãy ở vùng metaphyse đúng hơn nhá. Trên lồi cầu nó chỉ được giới hạn ở trong cái hình vuông này thôi, từ đường viền màu xanh cho đến trên hố khỉu. Em biết hố khỉu rồi gì, có biết không? Ừ, sao có. Rồi. Ok. Tiếp nào. Còn câu hỏi gì tiếp theo nào? Chú ơi, cháu đọc ở tài liệu, các tài liệu nước ở trên nước ngoài ở trên mạng ấy ạ, thì cái phân độ gác lăng thì nó có rất nhiều kiểu chia ạ, thì bây giờ ở viện mình thì dùng gác lăng thì cái phân độ gác lăng như thế nào ạ? Thì ở trong cái sách Rookwood, cái Rookwood and Green thì nó chia ra là độ 1 là không di lệch, độ 2 là di, hoặc là di lệch tối thiểu nhỏ hơn 2 mm. Di lệch tối thiểu nhỏ hơn Được rồi, để anh tổng kết nhá. Về vâng. phân loại gắt lăng thì bây giờ người ta phân chia thành các cái dưới nhóm. Cái gắt lăng 1 thì không thay đổi, tức là gãy không hoàn toàn hoặc là gãy không di lệch. Còn gắt lăng 2 là gãy có di lệch nhưng mà còn tiếp xúc cả cái thành xương phía sau. Thế thì nó sẽ chia thành hai dưới nhóm là 2A và 2B. 2A là chỉ nhìn thấy di lệch ở trên, mở góc ở trên phim nghiêng, cái chiều nghiêng này thôi, nhưng mà trên phim thẳng thì không thấy di lệch. Còn 2B là có di lệch xoay, có nghĩa là cái đầu dưới xương cánh tay này nó bị xoay, biến dạng xoay nữa, nhưng mà nó vẫn tiếp xúc ở thành xương phía sau. Và
độ 3, thế thì có một số tài liệu thì người ta chỉ dừng lại đến độ 3 thôi. Thế thì tuy nhiên là nếu mà chi tiết hơn thì có thành độ 3 và độ 4. Độ 4 thì có nghĩa là cái màng xương ở phía sau này, bình thường màng xương ở trẻ con thì nó rất là dày. Thế thì độ 4 thì nó di lệch hoàn toàn. Và cái đầu xương ở phía trước ấy, đầu đầu xương nó bị chọc ra trước như lúc anh nói ấy. Vâng. Còn cái thể gấp thì người ta phân loại đơn giản hơn. Tại vì cái thể gấp nó chỉ chiếm khoảng 4 đến 5% trong tổng số gãy xương đầu cầu thôi. Chủ yếu là gãy thể uốn. Thế thì độ cái phân loại nó chỉ phân loại đơn giản là 1, 2, 3 thuộc vào mức độ di lệch. Ok. À, dạ vâng. Rồi, cái góc Bowman. Cái góc Bowman này nó không có ý nghĩa nhiều. Bowman này nó không có ý nghĩa nhiều tại vì là cái góc Bowman này nó thể hiện là cái trục nghiêng của đầu dưới xương cánh tay. Thế thì nó nhiều ý nghĩa ở trong các cái biến dạng vẹo khuỷu. Người ta đo góc Bowman này thôi. Còn nếu mà cho gãy chân lược cầu mà em đo góc Bowman này chắc chắn là em sẽ không đo được. Lý do là gãy chân lược cầu là gãy ở trên cái đường sụn tăng trưởng, vì vậy mà góc Bowman này thứ nhất là nó không thay đổi, và thứ hai nữa là nó không không dễ để mà em nhìn thấy, em có thể dựng trước em đo được. Quay lại cái phim X-quang gãy đi lại xem nào. Đây, ví dụ như thế này thì em đo góc Bowman như thế nào? Có đúng không? Vâng. Có cho hai cái vẹo khuỷu là varus và fundus. Thế thì fundus, Vâng. cubitus fundus, và cubitus Vâng. varus. Thế thì hai cái trường hợp này nó sẽ làm góc Bowman thay đổi hoặc là tăng lên hoặc là giảm đi. Góc Bowman bình thường thì nó khoảng độ 70 độ. Thế thì nếu trường hợp varus thì cái góc Bowman sẽ giảm và fundus thì góc Bowman sẽ tăng. Cái đấy là để dùng để chẩn đoán những cái biến dạng vẹo khỉu sau những cái tổn thương của vùng sau những cái gãy xương, đặc biệt là hay gặp ở gãy chân lược cầu xương cánh tay ở trẻ em này, nó gây ra cái hiện tượng căng lệch, vì vậy mà cái khỉu nó có thể biến dạng trục sang phải hoặc là sang vào trong hoặc ra ngoài, chứ còn không dùng trong cấp cứu nhá. Chỉ có phim nghiêng thì có một cái góc có thể sử dụng được để loại trừ những cái trường hợp mà gãy trên lồi cầu ở độ 2, tức là nó hơi di lệch một chút xíu mà mình phân vân nhé. Quay lại độ cái đường phim nghiêng mà tại cái góc đấy, quay lại đấy thì em thấy là cái đường đi phía trước của thành trước của xương cánh tay. Thế bình thường thì cái lồi cầu ấy, nó sẽ ở phía trước cái đường này, có đúng không? Dạ vâng. Còn trong trường hợp này cái lồi cầu xương cánh tay, cái nhân cốt hóa bé tí tròn tròn ở phía dưới ấy, nó phía sau cái đường này thì được coi là gãy chân lồi cầu độ 2, nó di lệch mở góc nhẹ ra phía sau, cái này phải chú ý này. Còn trong những cái trường hợp di lệch hoàn toàn rồi thì người ta không dùng dùng góc này nữa, chỉ dùng trong di lệch độ 2 thôi, nó hơi mở góc một chút xíu. Thì em có thể thấy là cái hình cốt hóa bé bé của đầu dưới xương cánh tay ấy, nó nằm sau cái đường này. Cái đường này nó gọi là đường Storen. Có thể anh đánh sai cái tên tác giả nhé, tại vì là lâu rồi không nhắc đến những cái thuật ngữ này. Thì các em có thể tra cứu lại nhá. Vâng. Đấy. 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 Còn các cái tổn thương mạch máu thì các em khám như thế nào? Đánh giá tổn thương mạch máu thì khám như thế nào? Tổn thương mạch Bắt mạch máu. bắt mạch Bắt như phải đủ chuyên nghiệp đánh bắt mạch á. Dạ vâng. mạch đánh giá tưới máu cả bàn tay ạ. Bây giờ thế này nhá, tất cả những cái thông tin đưa ra đều phải
có thực chứng, có nghĩa là em phải dựa vào các cái bài báo cáo. Trong y văn người ta viết là bao nhiêu phần trăm, các em phải trích dẫn vào đây. Thì cái thông tin em đưa ra nó có tính thuyết phục hơn rất là nhiều so với việc là các em chỉ đưa ra mấy cái thông tin là có thể là gãy trên lồi cầu dẫn đến biến chứng mạch máu, có thể không, nhưng mà chúng ta không biết là bao nhiêu phần trăm. Thì cái này muốn biết thì các em phải tra cứu trên y văn, đúng không? Quay lại Vâng. cái slide đấy nào. Đấy. Thế thì các em nói cái này thì có hoàn toàn có thể gặp, nên tuy nhiên là mình phải biết là cái phần trăm nó khoảng bao nhiêu phần trăm và các dấu hiệu lâm sàng như thế nào. Thì phải Vâng. dựa y văn nhá, phải tra được từ. Vâng. Thế nên là chỉ bắt mạch không thì làm sao mà đánh giá được được tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh, tổn thương mạch máu. Cơ chế tổn thương mạch máu ở đây là gì? Thì đầu trung tâm khi mà bị vẫy nó ra trước thì nó sẽ gây ra Là cơ chế sinh lồi của bắt mạch hay là cơ chế trực tiếp của tim mạch? cơ chế gián tiếp. Em nghĩ có thể có hai cơ chế, Ừ. có thể là trực, có thể là gián tiếp hoặc có thể là trực tiếp luôn. Nói như sách ấy nhỉ, sách nào cũng viết là có thể trực tiếp hoặc có thể gián tiếp, mà không thì Dạ nó vâng, có em chưa tìm được cái cơ chế gian được. trích dẫn được. Đa là tổn thương trực tiếp, có nghĩa là cái đầu đầu trung tâm của xương cánh tay nó chọc ra phía trước, nó có thể làm tổn thương mạch máu. Thế thì mức độ nhẹ thì nó chỉ chèn lên cho thôi mà không gây đứt, còn mức độ nặng thì gây đứt. Còn cơ chế gián tiếp thì là do cái chảy máu mà gây chèn ép khoang. Tuy nhiên là chèn ép khoang thì nó ít gặp. Chủ yếu là cái gặp cái cơ chế do đầu xương chọc vào. Thế thì mức độ nhẹ là chỉ đầu xương nó chỉ tì lên giống như là mình chặn cái đường dẫn nước ấy. Còn cơ chế thứ hai là mức độ thứ hai nặng hơn là cái đầu xương nó sắc nhọn, nó chọc thủng cái làm đứt mạch. Thế thì trên lâm sàng sẽ biểu hiện không phải là mức độ sưng nề mà là biểu hiện bởi cái mạch nó bị nhợt. Cái đầu cái bàn tay nó bị nhợt và mạch thì yếu. Và cái hồi lưu test tuần hoàn bao mạch ấy nó tái hồi chậm. Và phải đặc biệt lưu ý nếu mà nó tái hồi chậm trên 3 giây, trên 2 giây mà không tuần hoàn mao mạch nó không tái lập trở lại, phải nghĩ đến tổn thương mạch. Và đầu chi thì lạnh chứ không ấm. Và nếu mà những cái trường hợp mà em thấy là nó ứ máu tĩnh mạch ấy thì cái đầu chi nó phải tím cơ, lạnh nhưng mà tím. Nhưng mà trong những cái trường hợp tổn thương mạch ở gãy chứ là đầu xương cánh tay trẻ em thì đầu chi nó sẽ lạnh nhá. Và Vâng. các cái test theo dõi em có thể làm được đấy là em kẹp SpO2 ở đầu ngón tay. Nếu SpO2 nó giảm dưới 90% thì phải nghĩ đến tổn thương mạch. Cái thứ hai là siêu âm Doppler. Siêu âm Doppler thì có thể thấy dòng chảy hoặc là mất tín hiệu. Đồng ý chưa? Dạ rồi ạ. Còn cái trường hợp ít gặp hơn là chèn ép khoang. Thế thì chèn ép khoang tiếng Pháp là gì? Comportement sinh cung. Comportement de rồi. Tiếp theo là đang nói về chèn ép khoang đúng không? Chèn ép khoang thì nó sẽ tiến Vâng. triển tăng dần và có những cái dấu hiệu phồng nước rồi bắp tay căng và
mạch yếu dần. Đấy, như cái này thì ít gặp hơn. Cái thứ Gian tự tổn thương thần kinh thì gặp những thần kinh nào? cút trước là gặp nhất ạ. Cái nào hay gặp nhất? Gian cút trước ạ. Răng cơ chết là nhánh của thần kinh nào? Là nhánh của thần kinh giữa. Thế động tác của răng cơ trước chi phối là động Chờ tác nào để vào? à, động tác gấp sâu ngón cái. Nó gọi là dấu hiệu ok sai Dấu hiệu hay ok đấy ạ. là gì? Vâng. Thứ nhì là thần kinh nào? Thứ nhì là thần kinh quay ạ. Ok, thần kinh quay dấu hiệu là gì? Thần kinh quay số liệu là bàn tay dục của cỏ. Cái bàn tay giữ cổ cò này cực kỳ ít gặp, tại vì là cái tổn thương ở thần kinh quay ở đoạn này nó khá là thấp rồi. Và thứ hai nữa là xuất hiện không xuất hiện sớm như này, mà cái khám đầu cái khám quan trọng là cái khám Mất đầu cảm giác ạ. cảm giác ở phần mu À, tay cảm giác ở phần mu bàn tay. và dấu hiệu dạng ngón cái là cái dấu hiệu sớm để mình tìm tổn thương thần kinh quay nhá. Vâng. Rồi bàn tay vuốt trụ là dấu hiệu của thần kinh trụ à? Dạ vâng. Nhưng mà cái bàn tay vuốt trụ này nó phải xuất hiện khi mà liệt muộn rồi, các cơ nó teo rồi thì mới nhìn thấy, các cơ răng cốt nó teo rồi thì mới nhìn thấy cái dấu hiệu vuốt trụ. Thì ở sớm này có phải là cái khả năng giảm khả năng mở rộng cổ tay đúng không ạ? Cái dạng các ngón ấy với cả cái tê của ngón 4 ngón 5 là cái tê tê bì của ngón 4 ngón 5 là cái hay gặp nhất, cái dấu hiệu dự sớm nhất để mà tìm kiếm. Cái tổn thương thần kinh trụ nó hay gặp ở gãy thể nào? Gãy thể gấp ạ. Đúng rồi, gãy thể gấp. Gãy thể gấp thì cái thần kinh trụ nó bị căng, đúng không? Thần kinh trụ nó đi phía Vâng ạ. sau đoạn cái đoạn khuỷu tay nó đi ở phía sau. Thế thì khi gãy thể gấp thì thần kinh trụ nó hay bị căng, nó gây ra cái dấu hiệu tê bì ở ngón 4 ngón 5 nhá, chứ không tìm kiếm những cái dấu hiệu như bàn tay vuốt trụ hay lúc cổ cò này đâu. Được chưa? Cái này là tổn thương muộn rồi. Dạ vâng ạ. Ok, thế thì cái phần complication này có nói tiếp sang xử trí cho từng cái không hay là thế nào, hay là cái em sẽ nói ở phần sau? Đấy, phần sau Ok, đấy, những cái tam giác Hunter thực ra là rất là khó để khám cho trẻ con, tại vì cái tuổi này tuổi hay gặp là tuổi nào? rồi từ 5 đến 8 tuổi ạ. Đúng rồi, thế thì đôi khi rất là khó để khám, và thứ hai nữa là không tìm phú cố tìm kiếm các cái dấu hiệu loạn loạn xương nhá. Các dấu hiệu loạn loạn Dạ xương vâng. đấy ở trong sách thì hầu như sách nào cũng biết, nhưng mà thực tế lâm sàng thì gần như không ai làm cả. Một là có thể gây cho bệnh nhân sốc do đau, cái thứ hai là có thể làm cho cái đầu xương nó chọc vào các phần mềm xung quanh làm tổn thương nặng hơn, ví dụ chọc vào mạch máu thần kinh hoặc là chọc ra da để làm gãy hở, biến thành gãy hở. Vì vậy mà dấu hiệu loạn loạn xạo xương là dấu hiệu không nên nhắc đến nhiều nữa nhá. Dạ Nếu vâng mà ạ. nhắc đến thì bao giờ cũng phải có một cái câu đằng sau là tuy nhiên ít được làm, nếu không thì đi thi thì các ông ấy hỏi và các thầy hỏi, để không nhắc đến thì cũng bị phạt, mà nhắc đến thì cũng bị phạt. Dạ Nhắc vâng. đến thì phải nói là hiện nay ít ít được sử dụng, tại vì là nó có thể làm cho cái tổn thương nặng lên nhá. Dạ vâng ạ. Tam giác Hunter cũng vậy, tam giác Hunter không cố gắng tìm kiếm tại vì ở trong tình trạng khuỷu tay sưng nề rồi. Còn gì nữa nhở? Còn trong phần này thì có phần sơ cứu thì các em sơ cứu như thế nào? À, sơ cứu bọn cháu ở phần điều trị thì có xử trí ban đầu Ok, thì rồi về tiếp. sau ạ. Rồi. Rồi sang Sang phần tiếp phần theo nhé. biến biến chứng ạ. Về biến chứng ạ. Thì biến chứng thì có hai chia làm hai loại là biến chứng sớm và biến chứng muộn. Về biến chứng sớm thì đầu tiên là gãy hở. Thì trong quá trình
sơ cứu, vận chuyển bệnh nhân hay là điều trị, thì có thể chuyển từ cái, nếu mà không cẩn thận thì có thể chuyển từ cái gãy kín sang gãy hở. Và sau tổn thương thì có thể khi đầu xương di lệch hoặc nó có thể chèn ép này, hoặc là đâm đứt đầu, đâm đứt động mạch cánh tay hoặc là thần kinh giữa. Như vậy thì có thể gãy di lệch trong hoặc ra ngoài thì có thể gây tổn thương thần kinh quay hoặc thần kinh trụ. Và có thể là sau quá trình bó bột cố định hoặc là đâm đâm kim cố định không tốt thì có thể gây gây cái di lệch thứ phát cho bệnh nhân. Ở biến chứng sớm ngoài ra còn có rối loạn dinh dưỡng khi mà cái phần khuỷu cánh cẳng tay không được nuôi dưỡng do cái chức năng mạch máu nó bị cái dòng lưu thông mạch máu nó bị gián đoạn thì có thể gây rối loạn dinh dưỡng, biểu hiện là sưng nề, cẳng tay này có các nốt phóng nước ở trên bề mặt da hoặc là nhiều loét nhiễm trùng. Tiếp này, một cái biến chứng tiếp theo là ít gặp hơn, đó là hội chứng khoang do các cơ cẳng tay nó mạch máu nuôi dưỡng kém dẫn đến phù lề và gây ra cái hội chứng khoang khoang nếu không được điều trị kịp thời. Biến chứng tiếp theo đó là biến chứng nhiễm trùng chân đinh vết mổ. Khi mà cố định bằng đinh mà bệnh nhân vận động sớm trước khi rút đinh thì có thể gây nhiễm trùng ở cái phần chân đinh, nhiễm trùng ở chân đinh, hoặc là khi mà vệ sinh vết thương không tốt thì có thể gây nhiễm trùng. Và khi mà rút đinh thì bệnh nhân sẽ hết nhiễm trùng, điều trị khi rút đinh sẽ hết nhiễm trùng và ít khi mà gây viêm xương. Và cái biến chứng muộn hay gặp đó là biến chứng vẹo khớp khuỷu. Thì biến chứng thường gặp là có hai loại là vẹo trong và vẹo ngoài. Thì đặc biệt là cái vẹo vẹo vào trong và gây lệch trục chi trên sẽ hay gặp hơn, và gây nhiều cái ảnh hưởng đến chức năng khớp khuỷu. Vẹo ngoài thì ít gặp hơn và cũng cái mức độ ảnh hưởng đến khớp khuỷu nó ít hơn so với vẹo trong, nó ít gặp hơn. Tiếp đi. Và một cái biến chứng tiếp theo là gây ra cái hội chứng Wuchman. Khi mà các cơ ở cẳng tay, cẳng chân trước mà không được nuôi dưỡng đủ thì dẫn đến là teo teo và sơ cơ, gây co rút cơ và gân ở cẳng tay trước, dẫn đến cái co quắp cái cổ tay, bàn tay và các ngón. Và các cái hình thể của biến chứng muộn hay đặc điểm biến chứng muộn tiếp theo là có thể gặp đó là khớp khuỷu quá duỗi này, gây hạn chế vận động khớp khuỷu khớp, hoặc là vôi hóa khớp khuỷu, hoặc là viêm cơ cốt hóa. Đó là các biến chứng. Đây là để chuẩn bị chuyển sang phần điều trị. Cũng là có một câu hỏi là trong trường hợp một bệnh nhân được bệnh nhân nhập viện nhập cấp cứu trong tình trạng là đã có một cái kẹt thần kinh mạch máu hậu gãy như này thì theo mọi người là nên xử trí như thế nào? Các bạn cứ bật mic và nói theo cái ý kiến của mình nhé.
Các bạn nào có ý Nếu có xử trí gì không? mà bệnh nhân mà chỉ bị kẹt mà không gây tổn thương ấy thì sẽ nắn nắn xong theo dõi, nếu mà đứt hẳn thì mổ cấp cứu, còn nếu mà không đứt hẳn thì thôi. Ok, thế được rồi. Cái phần này sẽ nói sau. Bạn nào nói tiếp mấy cái điều trị đi. Dạ vâng ạ. Rồi anh sẽ Dạ tổng kết mấy cái này cho. vâng, thì cháu nói đến phần điều trị ạ. Xin trình bày điều trị thì nguyên tắc của điều trị là phải ngăn ngừa được tổn thương thêm, phục hồi được thông số giải phẫu của vùng khớp cửa và tạo điều kiện tối ưu cho việc liền xương ạ. Thì trước tiên thì mình phải có xử trí ban đầu. Xử trí ban đầu thì mình phải giảm đau và bất động tạm thời cho bệnh nhân bằng nẹp kiểu tay ở tư thế thoải mái khoảng từ 20 đến 40 độ, không nẹp chặt quá mức để tránh nguy cơ tăng áp lực khoang dẫn đến biến chứng chèn ép khoang. Trong gãy xương lệch nhiều thì mình có thể kê cao tay để tránh phù nề và tổn thương phần mềm, còn gãy xương lệch ít thì mình treo tay đến khi được điều trị thực thụ. Ngoài ra thì còn phải đánh giá thêm tình trạng tổn thương mạch máu thần kinh hội chứng khoang để tránh những biến chứng nặng nề về vùng cẳng bàn tay và đánh giá tổn thương phối hợp xem là có gãy ở phần xương quai hay xương trụ hay không. Đến phần điều trị thực thụ thì mình có đầu tiên là phần điều trị bảo tồn, thì điều trị bảo tồn thì áp dụng cho hầu hết các gãy trên lồng cầu xương cánh tay ở trẻ em không có biến chứng và không di lệch. Thì mức độ chấp nhận được khi điều trị bảo tồn là góc bô man chênh lệch nhỏ hơn 5 độ so với bên lành dựa trên phim X quang thẳng. Đường bờ trước xương cánh tay đi qua trung tâm cốt hóa ở chồng con ở trên hình nhìn thấy ở trên hình X quang nghiêng và di lệch xoay nhỏ hơn 30 độ. Chúng chỉ định điều trị bảo tồn khi có gãy có biến chứng là gãy hở, gãy tổn thương thần kinh mạch máu và gãy di lệch nhiều, mất vững, không thể nắn chỉnh. Cái này thì mình phải cần phải can thiệp điều trị phẫu thuật. Sau đây là thì đầu tiên ở phần điều trị bảo tồn thì mình có nắn chỉnh kín và bột, thì mình sẽ làm ở trong 4 thì. Thì thứ nhất là sửa di lệch chồng là kéo theo trục chi, thì thứ hai là sửa di lệch bên và xoay, thì mình sẽ đưa tay ra ngoài, đưa tay bệnh nhân ra ngoài khoảng 15 à khoảng 10 đến 15 độ. Còn thì thứ ba là sửa di lệch sau cho khuỷu gấp dần 120 độ và kéo đầu xương cánh tay ra sau và đẩy mỏng khuỷu và đầu dưới xương cánh tay ra trước. Thì thứ tư là kiểm tra lại mỏng khuỷu nằm trên trục xương cánh tay và giữ nắn chỉnh. Sau khi nắn chỉnh kín bốn bốn thì xong thì mình sẽ bột cả bằng tay. Thì mình sẽ bột cả bàn tay gấp khuỷu gấp không quá 90 độ. Và tiếp theo là đến bó bột. Bó bột thì với gãy duỗi thì bột rạch dọc 1 tuần ở tư thế 90 độ. Chụp và chụp kiểm tra rồi bó tròn xong sau từ 3 đến 4 tuần. Với gãy gấp thì bột rạch dọc 1 tuần ở tư thế duỗi nhẹ hoặc gấp nhẹ 20 độ. Chụp kiểm tra sau đó bó bột tròn trong 3 tuần tư thế duỗi khuỷu. Bó bột 1 đến 2 tuần để cứu gấp 90 độ. Đây là các phương pháp cố định điều trị bảo tồn là phương pháp lao. Tiếp theo là phương pháp điều trị bảo tồn bằng cách kéo liên tục thì hiện nay ít dùng do thời gian nằm viện dài thì dễ gây những thì trẻ quấy khóc và dễ gây biến chứng khó liền xương ở trẻ. Theo dõi và chăm sóc sau vẫn theo dõi chăm sóc thì 4 tuần đầu thì mình theo dõi chăm sóc 1 tuần một lần, 1 tháng tiếp theo thì 2 tuần một lần và đánh giá mức độ hồi phục. Còn phải theo sau khi đó phải theo dõi các thời điểm 3 tháng, 6 tháng, 1 năm sau chấn thương ban đầu để phát hiện và xử trí các biến chứng muộn. Điều trị phẫu thuật thì bây giờ dần dần điều trị phẫu thuật trở thành phương pháp điều trị chính cho những cái gãy xương có di lệch và có biến chứng. Trong điều trị phẫu thuật thì mình sẽ nói đến phương pháp nắn chỉnh kín và xuyên đinh qua da. Đầu tiên là phương pháp thường quy ở các nước phát triển đối với gãy trên lồng cầu di lệch nhiều và dần trở thành
Phương pháp chính ở trong điều trị các gãy trên lồi cầu từ tiếp 2 trở lên theo phân độ Gát Long, chỉ định khi không có chỉ định mổ mở và thời gian thực hiện quyết định bởi tình trạng mạch máu và thần kinh. Mình mổ phiên khi nào khi có mạch cẳng bàn tay được tưới máu tốt và không phát hiện không có tổn thương thần kinh. Mình mổ cấp cứu có trì hoãn trong vòng 24 giờ khi phát hiện những dấu hiệu sau là giảm hoặc mất mạch cẳng bàn tay vẫn được tưới máu tốt, giảm hoặc mất cảm giác vùng cẳng bàn tay, khi sưng nề quá mức, khi có dấu hiệu Parker sai và khi tổn thương phối hợp với xương trụ và xương quay. Còn mổ cấp cứu tối cấp trong thời gian nhỏ hơn 6 tiếng khi mất mạch và cẳng bàn tay không được tưới máu tốt. Ở đây là cái guideline khi gãy tổn thương Gát Long 3 và có mất mạch, thì khi bàn tay được tưới máu tốt thì mình có thể nén chỉnh kín và xuyên đinh. Sau đó kiểm tra phản hồi mao động mạch, nhiệt độ và màu sắc để đánh giá tình trạng nuôi dưỡng của cẳng bàn tay và theo dõi tình trạng mạch máu với tư thế là cửu ở tư thế thoải mái gấp khoảng 45 độ. Khi không có mạch, khi mạch mất và cẳng bàn tay không được tưới máu tốt thì mình cũng tiến hành nén chỉnh kín và xuyên đinh qua da. Nếu bàn tay hồng và mất mạch thì mình sẽ theo dõi mạch như ở bước này. Còn khi không cải thiện được tình trạng tổn thương mạch máu, khi sau khi nén chỉnh kín và xuyên đinh xong thì mạch không trở lại và cái tình trạng tưới máu ở cẳng bàn tay chưa tốt thì mình sẽ tiến hành mổ mở và sửa và phục hồi tổn thương của động mạch và dùng monitor để theo dõi cái biến chứng chèn ép khoang. Đây là các bước để thực hiện nén chỉnh kín và xuyên qua da. Đầu tiên là chuẩn bị phòng mổ. Thì cái phương pháp này thì phải có màn hình siam để nén chỉnh dưới màn tăng sáng. Sau đó là nén chỉnh phần mềm. Tiếp theo là mình sẽ xuyên đinh qua da để cố định. Thì phần xuyên đinh qua da thì mình có thể có hai kiểu xuyên đinh, là xuyên đinh theo các đường song song hoặc là xuyên đinh chéo. Thì người xuyên đinh chéo thì sẽ có nguy cơ là gây tổn thương thần kinh trụ. Sau đó là sau khi xuyên đinh xong thì mình bó cẳng bàn tay lại. Bọn em có câu hỏi là để đảm bảo đủ vững khi xuyên đinh thì có những yếu tố nào, thì có bạn nào có ý kiến không ạ? Các em cứ đánh vào chat box nhá, không là câu hỏi sẽ bị trôi. Các em cứ đánh vào chat box xong rồi các bạn sẽ cho ý kiến và báo cáo viên trả lời, anh sẽ tổng kết nhá. Yeah. Câu hỏi sẽ trôi mất. Nào có ý kiến không ạ? Với câu hỏi này thì có bạn nào có ý kiến gì không ạ? Các bạn cứ bật mic lên nói nhé. Thì không biết có phải không, nhưng mà lúc em đi xem mổ thì thấy các anh có, sau khi xuyên đinh xong thì anh có nắn chắc được lúc đấy các anh đánh giá là vững không? Đấy là lâm sàng. Còn trên thế còn ai có ý kiến khác không ạ? Báo cáo viên trả lời luôn câu hỏi này đi. Vâng. Thì để đảm bảo nguyên tắc của vững khi xuyên đinh, thì ở trên X quang thì mình theo nhìn theo bình diện thẳng thì
khi tách hai đinh qua diện gãy thì gãy tối thiểu thì bằng qua diện gãy thì bằng 1/3 bề rộng của diện gãy. Còn ở trên bình diện nghiêng thì đầu dưới đi qua phần giữa của đầu dưới xương cánh tay và đầu trên xuyên qua thành xương cứng qua bên đối diện nhưng không được trồi qua quá nhiều. Tiếp theo là phương pháp mổ mở nán chỉnh và xuyên đinh cố định thì được chỉ định khi có gãy hở và khi mình nán chỉnh kín và xuyên đinh qua da thất bại. Điều trị sau mổ thì theo dõi tái khám thì như phần điều trị bảo tồn. Thời gian bất động thì nẹp thì khoảng 3-4 tuần với xuyên đinh qua da, để 2-3 tuần để đinh dưới da và trẻ tập vận động ngay khi bỏ nẹp. Thời gian bó bột là từ 3-6 tuần. Khi rút đinh thì chụp X quang thì mình thấy dấu hiệu lường xương thì mình sẽ có chỉ định rút đinh, và phù hợp chức năng thì ít dùng ở trẻ em. Có bạn nào có hỏi gì không ạ? Em cứ nói đi, câu hỏi các bạn sẽ đặt trong chat box. Vâng ạ. Anh Minh Thành có câu hỏi là kéo liên tục thì tại sao lại khó liền xương? Cái này thì em đọc ở trên tài liệu thì đâu đấy nhỉ? Dạ. Tạm dừng à? À đây 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 ạ. Thì em trả lời câu sau chứ ạ. Chỉ định xuyên đinh song song là xuyên đinh chéo. À câu này thì em chia sẻ được thì trả lời được thì chú cháu đúng không ạ? Ok. Thì biết cái xuyên cái... Anh nói rồi, cứ để câu hỏi trong chat box xong rồi tí nữa chúng ta sẽ quay lại câu hỏi, em cứ nói đi. À vâng. Thì em có một vài case lâm sàng muốn mọi người trao đổi với nhau ạ. Thì case lâm sàng một là bệnh nhi 6 tuổi bị biến dạng thủy tây sau khi ngã xe đạp. Và viện khám thấy thì da còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu Parker sai. Dấu hiệu Parker, bệnh nhân không có tổn thương thần kinh mạch máu, là hình ảnh X quang khỉu được thể hiện trong hình sau. Thì mọi người có thể cho hướng điều trị cho chấn thương này là gì ạ? Thì sau đây là một số phương án thì mọi người có thể chọn ạ. Thứ nhất là theo dõi đơn thuần. Thứ hai là nán chỉnh kín và bột. Thứ ba là mổ mở và cố định trong. Thứ tư là nán chỉnh kín và xuyên kim qua da với 2 kim chéo. Thứ năm là nán chỉnh kín và xuyên kim qua da với 2 hoặc 3 kim song song. Thì các bạn có thể cho ý kiến được không ạ? Các bạn cứ bật mic nói lên đi ạ. Các em thì sẽ nán chỉnh kín và xuyên đinh qua da, nhưng mà 2 hay 3 hay là chéo hay là song song thì em vẫn chưa rõ. Vì em chưa biết cái chỉ định của mấy cái đấy. Các bạn có ý kiến khác không ạ? Thứ nhất là phải quay lại cái chỉ định của bạn báo cáo viên nói lúc đầu nhé. Là khi mà đối với một cái hình thái gãy xương, một cái gãy xương được đưa ra thì bao giờ nó có các cái phân loại, phân độ. Thế thì với mỗi cái phân loại thì sẽ cho một cái thái độ xử trí khác nhau. À vâng. Mà
Em đã đưa ra các lăng, phân loại các lăng. Thế thì sẽ dựa vào phân loại các lăng để đưa ra chỉ định độ 1, độ 2, độ 3 như thế nào. Đúng À, không? dạ vâng ạ. Thế Vâng thì vâng. anh nhận thấy rằng là cái của em ấy thì nó lại chưa được hoàn chỉnh. Cái này tại vì là lúc đầu cái chuyển sang cái slide điều trị nào. Slide tiếp theo. Tiếp. Đấy, thế thì những cái này này là những cái mà thông tin của em nó không được chính xác lắm, không được đi sát với cái phân loại. Thế thì người ta tổng kết À, là lại là gì? Với các lăng một là gãy thì không đi lệch. điều trị bảo tồn là chủ yếu ạ. Các lăng hai cũng vậy Lần là hai điều trị rồi. Thế thì có các lăng hai và các lăng hai thì bây giờ nó chia nhỏ thành các lăng 2A và 2B. Thế thì các lăng 2A thì điều trị bảo tồn ok, các lăng 2B thì điều trị bảo tồn nhưng mà nếu mà còn di lệch thì sẽ chuyển để phẫu thuật. Đúng không? 2B có nghĩa là cái biến dạng nó còn ngoài cái biến dạng bờ góc nó còn xoay mặc dù thành xương nó tiếp xúc. Tức là mình phải đi sát vào cái phân loại của cái mà bây giờ mình đang áp dụng, ví dụ mình dùng cái Vigon hay là cái các lăng. Về bản chất thì hai cái đấy nó khá là giống nhau chứ không phân khác nhau nhiều đâu, nó vẫn dựa vào trên mức độ di lệch thôi. vâng ạ. Thế thì anh nhận thấy rằng là cái phân loại này của em nó không chính xác đâu, và dựa vào cái nào gọi là mức độ chấp nhận được khi điều trị bảo tồn với góc Bowman. Anh nói rồi, góc Bowman em không đo được trong những trường hợp này đâu, ngay cả khi em nắn vào rồi nhưng mà cái trên X quang, nhất là X quang có bột và hoặc là X quang khỉu cứ thế gấp ấy thì cái sai số nó rất là lớn, nếu mà em dựa vào góc Bowman là không đủ, không không chính xác, mà dựa vào mức độ hoàn chỉnh nắn chỉnh trên X quang dựa vào cái cột các cái sự liên tục của vỏ xương ấy. Ở cái đường trước của xương cánh tay đúng Đúng rồi, đường strain đấy. Cái thứ hai không là đánh giá mức độ xoay, chứ còn đánh giá vào góc Bowman các em không đánh giá được đâu. ạ? Vâng. Thế thì điều trị bảo tồn thì nó sẽ đặt ra vấn đề là bó bột hay là đơn giản, hay là Okay. phương pháp balloon. Balloon là cái phương pháp mà em treo tay vào cổ ấy. Đấy, đây người ta gọi là phương pháp balloon. Cái cơ chế của cái phương pháp này các em có biết không? Tại sao người ta treo tay vào cổ em biết không? Em là treo vào đấy thì cái gân duỗi nó không bị duỗi, nó có thể Thì gấp ở 90 độ để đảm bảo vững ổn gãy và không cản trở ừ. tuần hoàn. Bùn này Cái treo tay này cái khỉu có gấp 90 độ không? Cái khỉu này gấp phải 120 đến 130 độ ấy. à, để cho cái chỗ gãy nó được nén vào gãy liền. Em đã nằm lên cái võng bao giờ chưa? Dạ rồi. Khi nằm lên võng thì các em thay đổi tư thế dễ hay khó so với nằm trên cái nệm cứng? Đã Nằm khó. thì khó. Rồi. Thế thì gãy chân lược cầu ở độ 2, độ 3, cái màng xương ở phía sau nó không rách đúng không? Có đúng không? Vâng. Cái bảng phân loại lúc đầu các em nói đấy, cái màng xương ở phía sau nó không bị rách. Thế thì khi mà gấp chủ tay tối đa này thì cái màng xương ở phía sau nó dày, nó giống như là biến thành cái võng ấy. Tại vì là cái này là cái gãy chân lược cầu là gãy di lệch ra, mở góc ra sau đúng không? Thế khi gấp Dạ khỉu vâng. lại thì cái màng xương ở phía sau nó giống như là cái võng, nó sẽ đỡ cả cái khuỷu tay bệnh nhân và đỡ cái ổ gãy đấy, vì vậy mà cái ổ gãy nó sẽ không di lệch. Thế cái cơ chế của phương pháp balloon là phương pháp như vậy. Còn nếu mà bó bột ở tư thế bột cánh cẳng bàn tay 90 độ này, phương pháp này là phương pháp mà Việt Nam mình từ xưa nay các thầy hay dùng. Thế thì cái phương pháp này nó làm
nó hay làm cho di lệch thứ phát, lý do là cái bột nó nặng mà trẻ con thì nó không, một là nó yếu, thứ hai là nó cái mức độ hoạt động nó, mức độ tuân thủ của nó rất là thấp. Thế khi mà cái bột này nó treo từ kiểu từ từ cánh tay cho xuống bàn tay nó nặng, nó làm cho cái di lệch xoay rất hay xảy ra ở trong bột. Vì vậy mà cái phương pháp này là không không tốt, mặc dù Việt Nam mình áp dụng rất nhiều nhưng mà thực tế là cái phương pháp này không tốt so với phương pháp balloon, rất hay gặp di lệch thứ phát. Vâng ạ. Có ai không hiểu về cái phương pháp balloon này không? Dạ, bọn em hiểu rồi. Rồi, ok. Còn tiếp theo, cái slide tiếp theo. Kéo liên tục này không áp dụng. Tại vì là mặc dù là trong y văn người ta có thể có nhắc đến nhưng mà thực tế phương pháp này không áp dụng được, tại vì là trẻ con ở nằm nằm ở cái tư thế như này trong vòng 4 đến 5, 3 đến 4 tuần là cái điều mà không thể xảy ra được. Nó liên quan đến cái chăm sóc bệnh nhân, và thứ hai nữa là phương tiện cồng kềnh em không áp dụng được. Đó. Vâng ạ. Cái phương pháp này có thể các em có thể nhắc đến để mang tính lịch sử chứ không không mang đến đây là dùng phương pháp được khuyến cáo. Rồi tiếp, điều trị bảo tồn cái chỉ định bó bột đấy. Rồi cái sơ đồ có cái kỹ thuật nắn đấy. Rồi thế thì hiện nay theo phân loại của Gác Lăng thì người ta không chỉ định bảo tồn cho độ 3 trở lên, tại vì là với cái gãy xương vùng khỉu này nó rất là dễ liền, thì khoảng 3 tuần là xương nó liền thôi, nhưng mà liền lệch thì dẫn đến các biến dạng van gớt và varus, đặc biệt là van gớt, đặc biệt là varus. Thế thì khi những cái biến dạng đấy nó xảy ra thì lại thường dẫn đến một cái cuộc mổ tiếp theo, cuộc mổ để chỉnh trục. Vì vậy mà những cái nắn chỉnh này hiện nay là không không dùng, hầu như các bệnh viện nhi hiện nay đều không sử dụng cái phương pháp này nữa, mà hay gặp ở các cái bệnh viện người lớn, ví dụ như là Việt Đức hay là bệnh viện quân y 103 gì đó thì các thầy vẫn sử dụng phương pháp này. Nhưng mà thứ nhất là di lệch thứ phát, thứ hai là nắn chỉnh như thế này là nắn chỉnh mù, tức là không có kiểm soát bởi ICA, thì kết quả nó sẽ không được như ý. Và bệnh nhân này nếu mà các em nắn chỉnh mà không tốt mà các em đem ra nắn lại không không được, tại vì là cửa tay nó sưng nề rất là nhanh và bệnh nhân rất là đau, thì những cái phương pháp này là không được khuyến cáo nữa. Nếu các em mà đọc tài liệu, các em xem cái phân loại cái gãy xương cánh tay, trên lời cầu xương cánh tay trẻ em thì dẫn đến cái phân loại của Gác Lăng chẳng hạn, thì các em sẽ thấy là người ta sẽ không khuyến cáo cho gãy độ 3 nhá. Vâng ạ. Vì vậy là độ 1, độ 2 điều trị bảo tồn, độ 3 điều trị phẫu thuật. Phẫu thuật thì không có khái niệm mổ phiên cho gãy xương lời cầu. Thực ra sẽ có hai cái. Một là cấp cứu ngay lập tức, mổ ngay lập tức, hay là mổ có trì hoãn. Có trì hoãn thì trong trong tiếng Anh thì người ta không dùng từ có trì hoãn mà người ta dùng là Đã xong. emergency. Có nghĩa là nếu bệnh nhân vào buổi chiều buổi tối thì có thể mổ cấp cứu vào sáng hôm sau, Tiền sử là thế là thì không cháu dùng đọc ở trên 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 tài liệu ở trên cái Ortho Bullet ấy, thì người ta chia thành nông uzong à nông non tiếng Anh nông uzong với cả cái MS emerson ấy, thì mình cái nông uzong đấy thì mình được, dịch được như thế nào ạ? À? mổ ngay lập tức đúng không? Vâng, Đúng cái emerson là ngay lập tức vậy ạ, còn cái uzong là ở nhưng mà để không để qua đêm, còn còn cái nông uzong là rồi. mình có thể để qua đêm ấy ạ, thì Đấy, để qua đêm là những cái gãy độ 3 và không có dấu hiệu chèn ép mạch máu thần kinh vâng. thì người ta để sang ngày hôm sau. Còn với gãy mà
chỏm xương nó chọc ngay dưới da ấy, cho gãy đường Vâng. bốn ấy, cái đấy thì nó hay gây biến chứng chèn ép mạch Đã được sơ cứu. và thần kinh, thì người ta sẽ mổ ngay lập tức, không đợi Vâng. Không đợi qua đêm đúng đợi qua đêm thì không gọi là gì, cứ danh lăng đờ măng à. xương gãy. Ờ, cháu đọc ở trên ốc thông lết thì nó ghi là ướt rong đấy, ướt rong. Nhưng mà Ướt anh đang trong tiếng Pháp thì người ta dùng từ gì? à. Nếu mà make À. the Đúng khác à. sau giờ thứ năm chẩn đoán phân biệt là gãy Ừ, hở cháu cũng không biết ạ. biết rằng là mau Ít xong tuần lâm sàng mổ đến vào ngày hôm sau. à Mà còn trong trường hợp mà mổ cấp cứu ngay lập tức thì là mà không chờ, đấy là chèn ép mạch máu và thần kinh, à, có được thần nhất kinh là chèn ép mạch máu. Chèn ép mạch máu các em phát hiện sẽ dễ dễ hơn là chèn ép thần kinh. Em sẽ thấy là tay lạnh thì gấp thiểu sau sau khi sơ cứu mà bàn tay không hồng trở lại, mạch không đập trở lại và xương lớp e có tổn thương mạch thì em mổ cấp cứu ngay. Thế thì nó sẽ dẫn đến là mổ cấp cứu, nhưng mà mổ cấp cứu cố định xương hay là mổ cấp cứu mạch máu. Hãy Thế thì làm như thế nào? Thứ nhất là các em sẽ phải cố định xương trước. Nếu sau khi cố định xương và sau trong 48 giờ sau khi cố định xương mà bàn tay nó hồng hào tốt, mạch máu tưới máu tốt thì không phải mở nữa, nhưng mà trong 48 giờ đầu mà mạch máu nó ở cái tuần hoàn long mạch hoặc là mạch bắc quay nó có xu hướng yếu đi hoặc là không hồng trở lại thì phải mở mạch máu. Rất rõ ràng nha, trong Octobullet nó viết thế rất rõ ràng đấy. Dạ vâng, cái này cháu lấy trên Octobullet đấy ạ. Người ta ghi rất là rõ ràng đấy, lấy mốc 48 giờ. Tức là mạch À. mặc dù là nghĩ đến có tổn thương mạch máu, tuy nhiên là sau khi cố định đi xương ngắn chỉnh tối đa, cố định xương vững, các em thấy là mạch máu hồi phục trở lại, tuần hoàn long mạch hồi phục trở lại thì theo dõi tiếp. Nếu sau 48 giờ tiếp theo mà nó lại xu hướng xấu đi hoặc là cẳng tay sưng nề lên do chèn ép khoang thì phải mở bộc lộ mạch. Và ngay trong mổ mà thấy sau khi cố định, tại vì bây giờ đa phần là đàn kín đúng không, sau Dạ khi vâng. cố định mà cẳng bàn tay vẫn nhợt, SpO2 dưới 90% thì các em phải nghĩ đến chuyện mở mạch máu nha. Rất rõ ràng Vâng ạ. đúng không? Cái Dạ auto vâng. nó giống như là cái textbook ấy, cái textbook thì các em có thể nhìn vào đó để xem là cái trường hợp nào xảy ra thì mình áp dụng thế nào. Nó gọi là Dạ money alert đúng không? Có biết cái từ đấy không? vâng. Chú nói lại được không ạ? Money alert. Đi nhà hàng bao giờ chưa? À à, đi rồi ạ. Cái từ này hiện nay rất phổ biến trong y khoa nhá, kể cả người Mỹ cũng dùng từ này. Nó giống như là cái sơ đồ này này, cái money alert card này, nó giống như cái sơ đồ này này, là trường hợp nào xảy ra thì các em hướng nào, và trường hợp nếu mà không xảy ra trường hợp A mà xảy ra trường hợp B thì đi theo sơ đồ nào để các em áp dụng trong điều trị. Cái này cực kỳ phổ biến hiện nay, cái thuật ngữ money alert card này rất phổ biến hiện nay nhá. Rồi quay Là lại cái phát đồ ạ. đúng không? Thế nên là rõ về mặt chỉ định chưa? Độ 1, độ 2. Thế thì quang độ 3, độ 4 chỉ định điều trị như nào đúng chưa? Điều trị bảo Chú tồn thì áp dụng nào đúng chưa? vâng, à, chú ơi, nhưng mà cháu đọc ở trong cái robot ấy ạ, thì cái ở cái gãy độ 2 ấy ạ, thì bây giờ thì người ta ở một số tác giả người Mỹ thì ưu tiên nắn chỉnh kín và xuyên qua da hơn, thì ở viện mình thì có Đúng thì gãy độ 2 thì làm theo kiểu nào ạ? rồi. Độ 2 thì làm theo balloon. Nếu độ Luôn. 2 3B mà còn di lệch xoay thì mới chuyển mổ. Tại vì là cái độ 2 nó rất là dễ nắn chỉnh. Một số bác sĩ người Pháp ấy, người ta còn dùng balloon cho độ 3 nhưng mà dưới gây mê. Hai cái khác nhau nhá. Dạ vâng ạ. Nếu mà độ 2A chỉ cần quấn một cái băng ở cổ tay xong gấp kiểu tay tối đa là cái đường gãy nó sẽ nắn chỉnh hết và chụp X-quang kiểm tra lại là xong. Và sau một tuần thì đến đánh giá lại X-quang, thường là
cái liền xương nó xảy ra rất là nhanh. Nếu mà sau 1 tuần mà quang không có di lệch thứ phát ấy, thì rất là yên tâm, sau 3 tuần nó có thể tháo được băng. Nhưng mà đến đối với độ 3 thì cái nắn chỉnh nó khó khăn hơn, nên người ta sẽ không nắn sống mà nắn dưới gây mê và có kiểm tra soát bằng siam. Nhưng vẫn có một số trung tâm sử dụng cái độ 3 cho với phương pháp balloon này, đặc biệt là Toulouse nhá. Vâng. Tôi có các cháu nếu mà tìm tìm tài liệu thì các cháu sẽ có một bác sĩ người Pháp gốc Việt tên là Thùy Trang Phạm nhá, được rồi, để tí nữa chú gửi bài cho. Dạ vâng ạ. Cái nắn chỉnh kính xuyên linh qua da này, tôi quay lại câu hỏi là tại sao đây, được Thế cháu trả lời đúng không ạ? rồi. Thế này cháu vừa mới nói ra thì sau một số nghiên cứu của tác giả người Mỹ thì cái xuyên đinh chéo thì có độ vững hơn là so với xuyên đinh song song, nhưng mà có dễ có tổn thương thần kinh trụ hơn là so với xuyên đinh theo cái song song này ạ. Đây là chéo một bên, à chéo hai bên. Chéo hai bên Chéo hai bên có nghĩa là một cái ở bên ngoài vào, một cái từ bên trong ra. theo bên trong ra. Đúng rồi, thì cái chéo hai bên đấy nó làm tăng cái nguy cơ tổn thương thần kinh trụ, do cái thần kinh trụ rất là khó tránh được khi mà mình kim đinh. Mặc dù nó cấu hình thì nó vững hơn. Nên là bây giờ đa số người ta chuyển sang xuyên một bên từ ngoài vào để tránh thần kinh trụ. Rồi, thế thì bạn có một bạn nào cũng hỏi về cái đánh giá độ vững khi xuyên đinh. Đây này. Đánh giá độ vững xuyên đinh từ phía ngoài. Mà bạn nào trả lời câu hỏi này nào. Thì mình đánh giá theo hai thế con thì mình đánh giá hai bình diện ạ. Bình diện thẳng thì bình diện thẳng thì cái khoảng cách giữa hai đinh này đấy đây thì bằng khoảng 1/3 cái bề rộng ổ gãy ạ, tối thiểu. Thế còn theo bình diện ngang thì có hai tiêu chuẩn là khi đầu dưới đi qua phần giữa, đầu dưới đi qua phần giữa của đầu dưới xương cánh tay, còn đầu trên xuyên qua thành xương cứng bên đối diện, không được trồi qua quá nhiều. Ok, rồi, để chú xe cái màn hình nhá. Xin phép xe cái màn hình nhá. Có nhìn được chưa? Chưa. Dạ chưa. Ở đây rồi. Chờ một tí. Được chưa? Nhìn được Dạ chưa. không? Đây nhỉ? Anh Thành ơi, cái kéo nó khó sức em nhỡ mồm ấy nha, đừng có hỏi lại. Thấy chưa? Anh ơi. Anh có hỏi lại đâu? Em nhỡ mồm đấy, tự nhiên lúc đấy trong đầu nghĩ đến, thế là nhỡ mồm nói ra. Với cả hỏi câu sâu thế, hỏi đây mình còn chưa là được làm, mình chỉ là đến chỉ định ấy, cái hỏi cái vững này, hỏi chắc của sau đại học mất. Cái trong sách thợ học mà. Vai trưởng. Được chưa nhở? Dạ chưa ạ. Chú chỉ nhìn thấy mặt thầy thôi ạ. Chú vào cái trình bày xong vào cái chỗ một thẻ ấy ạ thì nó ra Nhưng xong. mà lần trước share ở trên điện thoại. Vừa rồi nó còn nữa. Đây Đây được được rồi. rồi. Đây, em đang xem màn hình đúng không? Dạ vâng.
Nhìn tài liệu thế. Đây à? Có nhìn được không? Dạ có. Đây. Cái này nó nói về cái cơ chế cái phân tích cơ sinh học cho cái chờ một tí nhá để chúng tắt cái đóng cái cửa này. Rồi xin lỗi một tí, tại vì là cửa mở. Các em có nhìn được màn hình không? Dạ có ạ. Rồi. Dạ có. Nghiên cứu cơ sinh học nó phân tích là cái vị trí của đinh trong cái cố định gãy cái cố định gãy chân rời cầu xương cánh tay ở trẻ em. Thế thì người ta sẽ đặt hai câu hỏi là ba câu hỏi. Thứ nhất là cái vị trí bắt đầu vào của đinh. Cái thứ hai là cái cỡ đinh và cái thứ ba là cái số lượng đinh. Thế thì cái điểm vào đinh thì nó sẽ có hai hình, một là cái khoảng cách giữa hai đinh này nó xa nhau, có nghĩa là hai điểm vào khác nhau, đồng ý chưa? Có nhìn thấy Được con chuột gì không? Được rồi ạ. Rồi cái thứ hai là cái hai cái đinh này nó vào cùng một chỗ. Thế thì với điểm vào khác nhau, hai cái điểm vào này nó xa nhau này thì nó sẽ làm cho cái khoảng cách ngang ở đường gãy nó xa nhất có thể. Cái này nó là cái quan trọng nhất để chống cái biến dạng xoay. Được chưa? Nha. Dạ vâng ạ. À, kết luận của bài này nó là gì? Nó là đây. Kết luận của bài này là hai cái đinh nó vào khác nhau và có thể tăng cái kích thước của đinh lên. Thường là người ta sử dụng 1.6 đến 2.0. Cái cỡ đinh ấy, cái đường kính đinh ấy, 1.6 đến 2.0. 2.0. Rồi. Và cái việc mà sử dụng 3 đinh thì không làm cho không mang lại cái lợi ích gì cho cái cơ sinh học này cả. Cái 2 đinh là đủ, nhưng mà cái khoảng cách giữa 2 đinh này nó phải xa nhất có thể. Đấy. À dạ vâng ạ. Ừ. Được chưa? Thế thì cách trả lời câu hỏi để cho mỗi câu hỏi thì chúng ta thường là phải dựa vào thực chứng, có nghĩa là dựa vào y văn để làm gì? Để xem là với mỗi cái thì người ta tổng kết như thế nào. Ví dụ như là tổn thương mạch máu hay tổn thương thần kinh thì tỷ lệ trên y văn là bao nhiêu phần trăm? Có bài nó viết từ 10%, có bài viết đến thậm chí đến 25%. Nhưng mà với mỗi loại cái loại với mỗi mức độ thì cái tỷ lệ biến chứng nó khác nhau. Ví dụ như là độ 1, độ 2 sẽ gần như là không gặp biến chứng mạch máu và thần kinh, nhưng độ 3 thì tỷ lệ biến chứng mạch máu thần kinh nó tăng lên đến khoảng 10%, nhưng mà đến độ 4 chẳng hạn thì cái biến chứng mạch máu nó có thể lên đến 30 đến 40%. Thế thì mỗi cái để nó giúp ích mình cái gì? Là nếu trong thực hành lâm sàng mà các cháu khám bệnh nhân thấy bệnh nhân gãy độ 3, độ 4 thì ngay lập tức là các cháu phải phải chú ý, rất chú ý đến cái việc là kiểm soát mạch máu thần kinh của bệnh nhân, sơ cứu tốt và theo dõi sát. Nhưng mà nếu mà độ 1, độ 2 lúc vào thì các cháu khám mà không thấy có biến chứng mạch máu thần kinh thì yên tâm nhá. Nó ý nghĩa là như thế. Cái thứ hai nữa là trong trình điều trị thì độ 1, độ 2 thì điều trị theo phương pháp balloon, tức là điều trị bảo tồn. Thì sau một tuần đến khám, bệnh nhân đến khám, chúng ta chụp lại phim X-quang kiểm tra, thấy không có gì lệch thì yên tâm hẹn bệnh nhân 2 tuần sau nữa. Tức là tổng cộng thời gian bảo tồn, thời gian mang cố định là 3 tuần. Đúng không? Thì kết quả điều trị sẽ tốt. Còn nhưng mà với độ 2 và độ 3, à độ 3 và độ 4 chẳng hạn, và các cháu điều trị bảo tồn thì cái di lệch thứ phát là rất là nhiều. Cái đấy hoàn toàn phải dựa vào y văn, đúng không? Đấy, chuyển sang điều trị phẫu thuật thì
thì cấu hình như thế nào cũng phải dựa vào Ivan, ví dụ như là xuyên hai bên, xuyên hai bên thì nó làm cho hai cái đinh nó bắt chéo nhau, hai cái đinh bắt chéo nhau và cố định hai bình diện, vì vậy mà cái cấu hình nó có vẻ là vững hơn so với một một bên như thế này. Thế thì nhưng mà cái biến chứng hay gặp là ở trên cái kiến trúc, Ivan nó viết là 10 đến 15% chẳng hạn, thế đấy là cái lý do mà tại sao mà người ta sẽ chuyển dần từ cái cấu hình hai bên sang cấu hình một bên. Và nếu mà chuyển sang cấu hình một bên thì lại phải đọc về cái cơ sinh học là xuyên đinh như thế nào cho nó đúng và đủ, xuyên càng nhiều càng tốt, hay là xuyên chỉ cần xuyên hai cái thôi, thì cũng phải dựa vào đọc cái cơ chế, cái nghiên cứu cơ sinh học để viết nhá. Dạ vâng ạ. Đấy là cách cách làm việc là như thế, cách đọc là như thế nhá. Sách giáo khoa thì nó chỉ nói về phương pháp thôi, liệt kê giống như là gạch đầu dòng thôi. Thế thì với mỗi gạch đầu dòng, nếu mà mình chịu khó đọc và mình đọc trích dẫn ấy, đọc Ivan ấy, thì mình sẽ nhớ được lâu hơn, và đến sau này đi làm nó sẽ mang lại cái phản xạ cho mình tốt hơn. Có thể ở đây có những người sẽ làm trở nên chỉ định, có những người không, nhưng mà nói chung là làm bất kỳ cái chuyên ngành nào, kể cả nội ngoại hay là sản nhi chăng nữa, thì đều đều theo nguyên tắc đấy cả nhá. Ok, đồng ý chưa? Rồi ạ. Tốt Dạ nào, rồi ạ. tốt cho nhá, không phải là sơ tốt bài học hôm nay. Nào, tiếp tục cái bài của bạn gì nhỉ? Dạ. Tiếp Tiếp. Dạ vâng. cái case rồi, nào với X quang này thì là độ mấy? Độ 3 là độ 3, Độ 2, độ bốn 4. độ 4 chứ. Rồi, thế thì độ 4 thì mổ cấp cứu hay là mổ thiết kế? Bốn là một cấp cứu. Rồi, mổ cấp cứu, thế thì sẽ làm gì? Dạ, nắn chỉnh không xuyên định. Ok, là chữ kín đấy mở. Nắn chỉnh kín ạ. Nếu đặt kín thất bại thì sao? Chính thất bại thì Nếu thất bại thì mỗi chuyển sang một mã. Thế thì trong ông không nhá, nó cũng viết là với cái độ 4 này thì cái xu hướng phải nghĩ đến chuyển sang mổ mở nhiều và không cố nắn chỉnh. Có nghĩa là càng nắn thì sẽ càng sưng. Nắn chỉnh kín mà không được thì phải chuyển mổ mở ngay, chứ không cố gắng bằng mọi cách để làm, thấy chưa? Tại vì cái đầu xương này nó thường chọc qua cơ nhị đầu và nó ngay dưới da. Thế kỹ thuật nắn chỉnh là người ta sẽ kéo cái cơ nhị đầu để cho nó cái đầu trung tâm này nó tụt ra sau, sau đó mới nắn chỉnh tiếp. Thế nhưng mà không phải lúc nào cũng làm thế được, mà không làm được thì phải chuyển mổ mở ngay. Ok, Dạ vâng ạ. rồi mổ mở thì có nhiều đường mổ, đường trước, đường trong, đường ngoài, thì mỗi phẫu thuật viên cái này thì tranh cãi. Nào tiếp đi. Lại có một cây nữa là một bệnh nhi 7 tuổi bị gãy tuyến dạng tay trái như hình trong hình ạ. Thì khám không thấy có tổn thương thần kinh và không có gãy xương hở. Ảnh chụp X quang thì cho thấy được gãy trên đầu cầu xương cánh tay trái di lệch, và X quang cổ tay cho thấy được hình ảnh gãy đầu xa không phạm khớp của xương quay với độ cột góc là 25 độ. Thì mình sẽ nghĩ đến hướng điều trị gì? Bây giờ các đáp án thì các bạn có thể chọn ạ. Quay lại xe trước đi mày. Study mà toàn lấy ảnh bệnh nhân nước ngoài là thế nào nhỉ?
cháu tìm ở trên trang nước ngoài ấy Đây ạ. là lớp sàng rồi. Case study các cháu phải lấy bệnh nhân của mình chứ. Lần trước đã nhắc rồi. Bệnh nhân Việt Nam thì tóc nhuộm vàng như là Congo này. Đây là ở lấy ở nước ngoài ấy Lấy ạ. bệnh nhân cái với ngay trên đời cầu xương cánh tay của các cháu lấy bệnh nhân ở Sanh Pôn thì cực kỳ nhiều, tại vì ở Sanh Pôn rất hay mổ cái này, một tuần nào cũng phải mổ 2-3 ca, rất nhiều bệnh nhân, và Sanh Pôn là điều trị rất update với cái tổn thương này. Ví dụ như ở Việt Đức thì các thầy các anh là sẽ đánh chỉnh bột thôi, nhưng mà Sanh Pôn là ghim đinh kín, và ghim đinh kín ở Sanh Pôn thì cũng có hai trường phái, ghim hai bên hay ghim một bên nhá. Nên các cháu sẽ được nhìn được, các em sẽ nhìn được tất cả các hình thái của tổn thương này, kể cả balloon. Sanh Pôn là nơi duy nhất ở Hà Nội hiện nay đang làm, thay vì việc bó bột đánh cả bàn tay. Nếu mà để ý một chút thì chắc là sẽ đều gặp được tất cả các cái phân loại, các cái mức độ gãy xương ở đây và các cái kỹ thuật điều trị khác nhau nha. Nên tất nhiên là Dạ vâng dịch thì khó có để đến viện, nhưng mà sau này hết dịch thì cái chủ đề này các cháu sẽ được gặp tất cả các hình thái lâm sàng và tất cả các cái thái độ xử trí cũng như kỹ thuật cho tất cả các phân loại ở Sanh Pôn, chỉ cần đi khoảng một tuần là có thể gặp được nhá. Nào, vâng bây giờ cái tổn thương hai vị trí này, cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên là gì, có biết không? cái trên là đấy thì có thể là ba hoặc là bốn, không có phim, mình không có phim mình không lấy ra được. rồi, vì vậy kiểm điểm lại bạn nào đưa cây lâm sàng lên nhá. Dạ Ok, lâm vâng. sàng lên thì phải đầy đủ thông tin bệnh nhân, thứ nhất là cơ chế, thứ hai là bệnh sử, và thứ ba là lâm sàng cũng như X quang, phải đầy đủ các thông tin. Cứ đưa thế này thì ai dám chỉ định điều trị. Rồi, với bệnh nhân trẻ con có hai tổn thương trở lên thì như thế nào? Cái đầu tiên là như thế nào? Cái đấy em mới chưa tìm hiểu ạ. Cái Đang đấy nghe là gì? thấy, đang nghe thấy từ bạo hành trẻ em chưa? Rồi ạ. Dạ rồi ạ. Vừa mới có vụ ở Bắc Ninh rồi ạ. Rồi, cái pháp bạo hành trẻ em là gì? Ăn phân ba tuy. Là trẻ em bị bạo hành nha, hay là người ta gọi là hội chứng Shin. Hội chứng trẻ em bị bạo hành nhỉ? Đúng rồi, hội chứng Ý đối em là nó có hội chứng đấy ạ. có từ khóa tra trên đưa ở trên màn hình đấy, trên chatbox ấy, thì nữa vào gõ xem hai cái từ là Alphabatry và Syndrome Syvegman. Với trẻ em lúc nào bị gãy xương, lúc nào vào cũng phải để ý cái hội chứng này, đặc biệt là nếu thấy tổn thương can xương ở các mức độ khác nhau. Có nghĩa là trẻ trẻ con bị bạo hành nhiều lần, nhiều giai đoạn, gãy xương nhiều vị trí nên các cái mức độ can xương nó ở các vị trí khác nhau. Vì vậy mà phải nghĩ đến là trẻ con này có bị bạo hành không. Người đầu tiên mô tả về hội chứng này là Takie, nhưng mà không đầy đủ nên là Shinzelman mô tả lại. Nhưng bây giờ người ta gọi là cái hội chứng Shinzelman là hội chứng trẻ con bị bạo hành nhá, phải đọc bài này nhá. Đúng ạ. Tổn thương hai vị Dạ trí vâng. này rất là hiếm gặp ở một cái cơ chế chấn thương đơn thuần, phải xem là nó có bị đánh hay không. Nhất là trẻ con thì ở nhà bố mẹ đi làm hết, người đi học ở trường, những cái đứa mà ở cái tuổi chưa biết nói ấy, là hay gặp. Và cái bọn mà biết nói rồi hoặc là lớn lớn ở 4-5 tuổi thì sẽ ít gặp hơn, tại vì thì nó có thể kể với bố mẹ. Nhưng là cái giai đoạn mà tuổi chưa biết nói là hay gặp nhất nhá. Cái này Vâng. rất đấy, không phải nhìn vào mỗi cái xương gãy đâu.
À. Rồi, bỏ qua ca lâm sàng này, thử đưa hai vị trí nhưng mà tác giả không đưa ảnh cho nguồn mạng yếu. Có gì nữa Cái không? team không có mỗi cái ảnh này, nó không có cái ảnh chụp X quang. Các em chỉ cần gõ cái từ 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 khóa là gãy xương, gãy trên đầu cầu xương cánh tay trẻ em, tiếng Anh hay tiếng Pháp thì nó hàng ra hàng nghìn bài, Vâng. thì thiếu gì ảnh mà để lấy về. Thì là kết thúc rồi ạ. Có đặt câu hỏi nữa không? Vào đây thì thầy có bảo là xử lý của bệnh nhân mà có hai điểm gãy và hai khớp khác nhau, thế thì em mới, nếu mà trong trường hợp như thế thì mình phải xử lý như thế nào, hay mình mổ hai chỗ hay hay Tùy vào mức độ di lệch, tùy vào mức độ di lệch của tổn thương. Là một tí nhá, có nhìn được không? dạ có Dạ có. Ok, chờ một tí. Có xem được không? Dạ có ạ. Dạ em có. Xem đây, cùng to lên nhá. Bệnh nhân Vâng. này là 30 tháng tuổi, được bố Cấp mẹ đưa cứu. vào viện. Em không Lý phải. do vào viện là bị đau và hạn chế vận động của vai bên phải khoảng 7 đến 10 ngày nay. Các em nhìn thấy gì trên X-quang? Em thấy là hình như bệnh nhân bị chặt khớp vai, xong bị có bị gãy xương quay, thì hình như có can xương vậy. Xương sụn. À, xương sụn. Xương Thứ nhất, à, quay quay ở dưới. khoảng xương cánh tay đây, đúng không? Vâng. Khoảng xương cánh tay đây, nhìn thấy chưa? Các em có nhìn thấy trỏng xương cánh tay không? À vâng. Này, cái bé bé mờ mờ này, trên cái chuột đang chạy này. Vâng. Thế cô gọi ạ. Rồi, cái thứ hai là cái đầu xương cánh, cái xương cánh tay nó trượt ra ngoài, cái này gọi là bong xương tiết, bong xương phát triển đấy, patella sclerosum đấy. Đó, biết khái niệm đấy gì? Dạ vâng. Rồi, cái thứ hai là có nhìn thấy cái hình ảnh căn xương ở đầu trên xương trụ, có nghĩa là có hai tổn thương. Thứ hai tổn thương này thì phải khai thác bệnh nhân này có hội chứng Shingelman hay không, thì câu trả lời là có. Bệnh nhân ở nhà là hay bị rượu, mẹ ở bố bệnh nhân này là ở với mẹ với rượu là bị oánh thường xuyên, vì vậy mà đến khám là có cái hình ảnh căn xương này. Căn xương này có nghĩa là gãy xương ở một cái giai đoạn trước đấy, chứ không phải là ngay lập tức. Với cả hình ảnh bong xương tiết này, bong xương tiết để chơi thì ca. Thế đây được gọi là bệnh nhân là bị bạo hành, nên là rất là chú ý. Thế thì phụ thuộc vào mức độ tổn thương ở tùy vị trí mà chúng ta có xử trí là tất cả hay là không. Thế thì ở trong trường hợp này này là cái xương trụ là ít di lệch, và thứ hai là đã có căn xương rồi, vì vậy không phải xử trí gì thêm nữa. Nhưng mà đối với đầu trên xương cánh tay thì có bong trực tiếp đi lệch hoàn toàn như này, và thậm chí là cái trỏm xương cánh tay nó còn bị chặt xuống dưới và ra trước, tức là gãy gãy người ta gọi là gãy chặt đấy. Vâng. Dislocation fracture, thì với những cái tổn thương này là phải xử trí. Ok, đây là ảnh
bệnh nhân được phẫu thuật này. Để làm rõ hơn thì chụp một cái CT scan có dựng hình đây, các em nhìn thấy không, đầu trên sân cánh tay đây, và À, tròn thưa trên bạn. cánh tay đây là hình ảnh bong xúc tiếp. Bong xúc tiếp thì ở trẻ con rất hay gặp, nó có cái phân loại là phân loại Hunter-Harris, em sẽ tự đọc nhé, cho tổn thương ở đầu xương cánh hông trẻ con đây, ở vùng này cũng vậy. Đây nhìn thấy cái đồng xu này không, đây chính là tròn trên cánh tay và đây là đầu trên xương cánh tay, nó bị bong xúc tiếp ra được chưa. Vâng. Rồi. Thế thì bệnh nhân được phẫu thuật, cái phần phẫu thuật thì anh sẽ không nói nhiều tại vì là nó hơi khó với bọn em. Phẫu thuật thì gây mê nắn chỉnh kín đây, dưới xe đây, cái tròn trên cánh tay này nó không không vào hết tại vì là bình thường vào hết, phải nhìn thấy cái mấu động xương cánh, mấu động đến cái xương cánh tay ở đây, cái nhân cơ hóa của nó ở đây nên chưa vào hết nên mù mờ. Đây đường mổ, đây đường dental pectoral, bệnh nhân tăng ngực. Nhìn thấy không? Các bạn chị có Có rồi, mở ra và nắn chỉnh. Đây đường gãy đây, là cố định bằng hai cái đinh ngược dòng từ dưới lên. Đây này, mấu động lớn trên cánh tay này. Đó, mờ mờ này, nhìn thấy không? Ở phía vâng. ngoài. Tại vì ở trẻ con nó sẽ có cái trình tự xuất hiện các nhân cốt hóa, ở trẻ 3 tuổi thì cái nhân cốt hóa này nó xuất hiện rồi, nó sẽ có hai nhân cốt hóa, một là vùng tròn, thứ hai là vùng mấu động lớn. Mặc dù là hai nhân cốt hóa khác nhau nhưng nó nằm trong một khối nhé, giống như ở đầu dưới xương xương cánh tay ấy, nó có mấy nhân cốt hóa, bốn nhân cốt hóa. Thế bệnh nhân được ghim đi như vậy, đây xương liền và outcome của bệnh nhân đây. Bạn tới đây hơi hạn chế xoay ngoài một tí, đây bên ngoài này, bên phải mở độ mở rộng của cơ bài nó ít hơn so với bên bên trái. Đấy, bài học là gì, là với tổn thương có hai vị trí là phải tầm soát hết. Thế thì có điều kiện thì chúng ta sẽ chụp cái gì, bone scan để tìm hết các vị trí, hoặc là scintigraphy để nhìn thấy tất cả các vị, các cái xương, nó sẽ tăng động độ thuốc ở các cái vị trí mà có cái can xương. Thế thì với trẻ con mà gãy hai vị trí này thì các em phải tìm các vị trí khác nữa, như là bằng bone scan hoặc là scintigraphy nhá. Và hình như là Bộ Lao động Thương binh Xã hội hay là Cục Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, người ta đã có những cái công văn hướng dẫn để khi mà chúng ta nhìn thấy những cái trường hợp trẻ em bị bạo hành như này, và có công văn hướng dẫn để đảm bảo quyền lợi trẻ con nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, cái này rất chú ý đấy. Còn gì nữa không? Ở trẻ em thì mình tìm cái xương chưa phát triển nên mình có cái sụn tiếp ấy. Thì mình xử lý cái sụn tiếp đấy, mình xử lý qua cái đấy thì về sau có phải chú ý gì không ạ? Các em phải đọc cái phân loại Hunter-Harris. Là phân loại rất nổi tiếng dành cho gãy xương ở đầu xương trẻ con. Thế thì cái phân loại này người ta sẽ có từ A, B, C, D, E, 5, 5 phân loại. Thế thì, à, 5 độ khác nhau. Nhưng mà bây giờ thì người ta cập nhật lên đến 6 hay là 7 gì đó. Thế thì với mỗi cái phân loại đấy nó sẽ cho mỗi với mức độ A, B, C, D, E thì nó sẽ dẫn đến cái tiên lượng cho đầu xương, tại vì nó liên quan đến hai vấn đề ở trẻ con ở đầu đầu dưới, ở các vùng đầu xương. Thứ nhất là sụn tăng trưởng. Sụn tăng trưởng, nó ý nghĩa của sụn tăng trưởng là gì, em có biết không? Thì để phục vụ cho quá trình dài ra của xương. Đúng rồi, đó là động lực quyết định để cho cái xương nó dài ra được hay không.
nó quyết định là xương có dài ra được hay không là nhờ sự tăng trưởng. Cái thứ hai là nhân cốt hóa nha. Nhân cốt hóa là loại bên như này nhỉ, Rayo bên như này đúng không? Dòng hình như đấy là chữ tự nhiên ạ. Ok, em thể chia lại cái autograph nha. Đấy, hai cái vấn đề mấu chốt này, cái sự tăng trưởng thì nó quyết định chiều dài của xương, còn cái nhân cốt hóa nó quyết định cái hình thái của đầu xương. Vì vậy mà với mỗi cái gãy xương ở theo phân loại Santorini, người ta sẽ quan tâm đến hai cái vấn đề này, và dựa vào cái phân loại đấy chúng ta có thể tiên lượng được là cái phục hồi của đầu xương trẻ con nó xảy ra như thế nào sau gãy xương. Nha, cái phân loại này cực kỳ quan trọng nếu các em muốn làm gãy xương của trẻ con. Dạ vâng. Được chưa? Thì gợi ý thôi nhá. Dạ Có vâng. gì lời có phải cái gì anh biết không? Quan trọng là chúng ta biết các cái từ khóa để chúng ta tìm các cái tài liệu, chứ không thể não chúng ta không thể nào nhớ được hết cả tất cả mọi thứ, nhưng mà phải biết được các cái từ khóa nhá, khi nào cần thì mở ra ngay. Rồi câu hỏi tiếp theo về các chiến lược cầu. Có bạn nào đặt câu hỏi nữa không? Cho em hỏi cái tư thế bó bột của hai cái loại gãy gấp với gãy duỗi được không ạ? Vì sao cái gãy gấp thì mình ban đầu bao trong 3 tuần đầu mình lại bó kiểu để duỗi hoặc là gấp 20 độ? Tại vì cái gãy gấp ấy, cái gãy gấp là cái màng xương ở phía sau nó bị rách, nên là không không như gãy uốn. Gãy uốn cái màng xương phía sau nó còn, thế thì nếu mà đã gãy thể gấp rồi mình lại càng gấp thì nó càng bất vững. Chính vì thế mà điều trị gãy gấp khó hơn điều trị gãy uốn là vì vậy. Và thứ hai nữa là gãy gấp thì người ta thường khuyến cáo là với di lệch là một mổ luôn, một mổ phẫu thuật luôn, và phẫu thuật cũng người ta cũng khuyên là một mổ, tại vì cái nắn kín, các em biết là nắn kín là nắn tư thế gấp thiểu cực kỳ khó cho cái thể gấp đúng không? Có hiểu không? Nếu không hiểu để giải thích lại. Dạ có ạ. Có Ok, tại sao gãy trên lồi cầu tổn thương thần kinh thì hay gặp thần kinh sang cốt trước? PIN. EIN hay là IEN nhỉ? IEN. IIN Đúng rồi, thì đang là anterior. arterial. Ừ, uterus. Tại vì sao? Em có biết không? Dạ. Tại vì sao? Này cháu không biết ạ. Tại vì nó theo cơ chế giải phẫu thôi. Cái thần kinh giữa nó đi, tại vì cái đầu trên ấy, nó di lệch hay di lệch vào trong và ra trước, nên nó chèn ép vào thần kinh giữa. Thế nên là tại sao các cái thần kinh trụ ấy mình lại ít gặp. Thần kinh trụ, tổn thương thần kinh trụ nó chỉ gặp ở trong các trường hợp gãy gấp thôi. Còn các trường hợp gãy gấp thì hay gặp thần kinh giữa nhất. Thứ nhì mới đến thần kinh quay. Thần kinh quay là cơ chế kẹt. Ok. Đoạn này không hiểu nó thỏa đáng với câu trả lời hay không, không mấy khi nó bộc lộ cảm xúc có thật. Dạ vâng, cái đấy chắc em hiểu bởi vì nó cũng liên quan nhiều đến giải phẫu Đúng phòng rồi, tập. là vậy thôi.
Nhưng mà trong trong sách thì cách viết à, tức là biết là phân ra cả thần kinh giữa và thần kinh gân cốt trước, thần kinh gân cốt trước nhiều hơn thần kinh gân cốt mình là những gân cốt trước nó thuộc về thần kinh giữa, còn trước. Nhưng mà gân cốt sau thì thuộc về thần kinh quai, nó ở đằng sâu, vì vậy mà nó chi phối cho cái cơ gấp sâu ngón cái, cơ gấp ngón cái. Thế nên là cái biểu hiện lâm sàng hay gặp nhất là cái dấu hiệu ok sai, cái dấu hiệu mình chuyển sang như thế này là dấu hiệu của gân gấp ngón cái ở khoang sâu chi phối bởi Câu hỏi tiếp theo là có câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì nghỉ sớm. Ai có câu hỏi gì không à? Mai các bạn lên cho mà. Nhưng là không. Rồi, thế thì kết thúc nhá. Nếu mà buổi sau mà gặp lại thì nếu mà còn gặp lại thì các em trình bày slide phải chỉ dẫn Ivan bạn nhá. Dạ vâng ạ. Không phải phân bố, phân loại là mỗi cái thông tin đây em đưa ra đều có chỉ dẫn Ivan là các cái tài liệu tham khảo của em lấy từ phần tài liệu nào nhá. Dạ vâng ạ. Nếu mà trình bày theo slide của theo cách của bọn em như hiện nay là nó giống như là chép ở một cái sách giáo khoa ra thì nhiều hơn. Và như thế thì sẽ không kích thích các em đọc được. Các em phải chỉ dẫn Ivan thì các em mới đọc được. Chúng ta có em đọc và đọc thì các em sẽ nhớ. Thế là như thế, còn nếu không cứ ngồi vào lao nhau với nhau như này thì vài hôm là quên ngay. Nhá. Dạ vâng ạ. Như đã như con các em chỉ cần để lại đo là được. Không cần phải chi tiết quá. Đưa thông tin và để lại tên tác giả ở dưới đo là được. Hoặc là Dạ tên vâng. bài cũng tốt. Đấy, trình bày là như thế nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, ok, cảm ơn các em. Vâng, chào chú ạ. Linh ơi, Linh. Linh. Alo, gì ạ? Anh thấy cái thần kinh giữa thì nó ở ngay chỗ khửu, sau khi anh nghĩ hết khửu nó tách ra mấy cái nhánh xong nó đổi tên ngay thành thần kinh gân cốt trước mà thì Alo. gọi Cái nhánh thần kinh gân cốt trước thì nó chỉ là một cái nhánh nhỏ, tức là thần kinh giữa sau khi nó đi xuống cái tay ấy, xong đi đi xuống dưới ấy thì là dưới cái hình như em dưới, tức là nó sẽ chi ra, nó sẽ tách ra một cái nhánh cơ chi phối cho mấy cái cơ gốc của tay quay các thứ nữa, xong rồi là nó mới, xong rồi mới đến cái nhánh thần kinh gân cốt trước, và xong nó lại đi tiếp đến xuống đến ống cổ tay mà. thì anh bảo là tại thì sau khi tách ra các nhánh cơ ấy, ở gần khỉu ấy, thì nó sẽ đổi thành thần kinh gân cốt trước ấy. Thì tức là Có phải mình là tách nhánh cơ xong rồi là cái nhánh thần kinh gân cốt trước nó còn đi kiểu như phía dưới nữa cơ, nó xuống cái phần cẳng tay nó tách ra thành nhánh ý anh bảo là bởi vì nó thành dần thần kinh gân cốt trước rồi thì nó sẽ tổn thương từ từ đấy xuống, tức là nó chỉ tổn thương ở phần phía trên thôi chứ còn ở phần phần dưới thì kệ nó đi thì nó vẫn là tổn thương thần kinh gân cốt trước còn gì nữa, còn nếu mà tổn thương nó phải mà nếu như mà kiểu theo cái cơ chế của nó là cái đầu 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 trung tâm nó ra phía trước xong nó trọng cái thì là do nhiễm khuẩn. đúng không? thì Thì tại sao cái nhánh cơ của nó không bị ảnh hưởng? nhánh cơ nào Cái nhánh cơ mà thần kinh giữa tách ra trước khi tách thần kinh ra khúc trước ấy. cơ sấp tròn mới cả mấy cái cơ gấp cổ tay quay thì nó bám ở Đấy. đâu, nó bám ở cái chỗ mỏm mỏm trên rồi cầu ngoài mà à Nhưng mỏm trên thần kinh rồi chi cầu phối trong cho mà nó cơ mà. thì cái chi phối thì nó tách ngay ra gần đấy thôi, tách luôn ra thôi, bởi vì
Nếu như mà nếu như mà nó tổn thương, tức là ý em nó bảo là nếu mà nó bị cái đầu nhọn mà nó rạch, tức là nó gây tổn thương ở phía cái đầu dưới, tức là đầu dưới xương cánh tay đúng không? Tức là ảnh hưởng ở cái đoạn giữa đầu dưới xương cánh tay, thì ý anh xong là nó dẫn đến là tổn thương thần kinh gân cốt trước ở phía dưới đúng không? Thì tại sao cái nhánh cơ của nó, nhánh cơ ở phía trên đấy nó không bị ảnh hưởng, tức là cái nhánh cơ này nó chi phối cho những cái cơ gấp của cánh tay ấy. Nếu như thế mà nếu mà kiểu thần kinh gân cốt chưa bị ảnh hưởng thì tại sao? Có thể người ta không đánh giá được, người ta không đánh giá được hết các nhóm, các nhánh cơ, bởi vì nhánh cơ là chủ yếu là nhánh vận động phải không, mà tổn thương alo alo anh em, thì nó là vận động, nó không ấy cảm giác thì đánh giá nó khó, bởi Nhưng mà trong trong như ở giải phẫu ấy, trong cái tổn thương thần kinh giữa ấy, nó có hai cái hội chứng, là một hội chứng là hội chứng cơ sấp là do chi phối cho các cái nhánh đây là một nhóm cơ mà, đấy, thì nhánh cơ đúng không, một tức là nhóm có hội cơ, chứng một nhóm cơ sẽ đánh giá dễ hơn so với một một hai cơ cụ thể mà. thì cái này nó là một nhóm cơ mà. Cái nhánh cơ của nó chi phối cho một đống cơ gấp của cả phần cẳng tay ấy, cơ sấp tròn, cơ hình như có cơ sấp vuông nữa, cơ gấp cổ tay quay các thứ nữa. Để em xem lại. Định mệnh giải phẫu thần kinh ở đâu nhỉ?